Trong chương trình Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc thiểu số huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, nhiều người thật ấn tượng với phần trình diễn tắm suối và nhiều hoạt động truyền thống dưới nước của dân tộc Ba Cô. Tắm suối là một nét văn hóa gắn liền với đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên dãy Trường Sơn nói chung và đồng bào dân tộc Ba Cô nói riêng. Việc tắm suối được ví như một nét đẹp thân thiện, tẩy uế bụi trần. Tại buổi trình diễn, các cô gái chàng trai Ba Cô đã cùng nhau chặn dòng, bắt cá và tắm suối. Trong kỳ chuỗi lễ hội này thì Hồng Kim là đơn vị được tổ chức lễ hội các hoạt động dưới nước, trong đó thì có lễ hội bắt cá dưới suối, tức là có ăn ốc, có nụa để tụa bụi. Cái thứ hai thì lễ hội câu cá của đồng bào Ba Cô. Cái thứ ba là tạ răng ngặt cro để mà buôn bụi, trong đó có sự tham gia của gia làng. Và trong cái chuỗi đó và bên cạnh đó thì các hoạt động của nam nữ người Ba Cô sau khi đi lao động sản xuất về thì họ cùng tắm suối, và đặc biệt là tắm theo phong tục truyền thống của đồng bào ở nơi đây từ xa xưa. Bây giờ chúng ta tiếp tục thực hiện lại các cái chương trình này. Đối với người Ba Cô, tắm không chỉ để làm sạch cơ thể, gột rửa bụi bẩn mà còn là lối sống, là nét duyên trong sinh hoạt thường ngày. Mặc dù những chàng trai, cô gái Ba Cô ngày nay không còn sử dụng những nguyên liệu tắm gội được lấy từ rừng như ngày xưa, nhưng tắm suối là một nét văn hóa luôn được giữ gìn,